Ok, chào mừng em đến với video tiếp theo trên channel Nguyễn Nam Gamer của mình nha. Hôm nay mình xin chia sẻ đến em một skin nữa cũng rất đẹp của nhà xe Phương Trang. Hôm nay là không phải xe khách, anh em mình làm một chiếc xe đó là nhà xe trung chuyển nha. Và hiện tại mình đang có mặt tại bến xe của Ma Lan. Đó, bến xe Ma Lan. Và hồi lộ trình hôm nay mình sẽ đi đến, mình sẽ làm một cuốn full đó là tới Sarabia nha. Và bây giờ mình sẽ review cho anh em xem cái xe mà mình muốn chia sẻ skin cho anh em đó là xe như nào. Ok, thì đây là chiếc xe Phương Trang, xe trung chuyển Phương Trang, mod trên xe Hyundai Cauti anh em. Biển số xe khá quen thuộc, 51B01 13865. Xe trung chuyển Phương Trang. Và bên hông xe là mình có dán thêm cái poster nói về giải Euro 2021 hiện tại và cái hình channel Nguyễn Nam Gamer của mình, logo. Thì hy vọng rằng phía trên đây là để skin by, mình để nó bị dư cái này, đáng lý mình không còn để skin by Nguyễn Nam Gamer đâu. Cái lỡ rồi anh em. Đó, biển số phía sau nữa nè. Xe này nói chung là mình làm mát đồ, nó mát cái gọi là gì vậy ta, cái đồ họa nó mát ra bếp xe anh em, cho nên là rất là rõ luôn, anh em nhìn thấy skin rất rõ luôn bên này. Đó, hy vọng rằng anh em nào mà thích lái xe Hyundai Cauti thì hôm nay phải trải nghiệm trên chiếc xe Phương Trang này. Và hành trình hôm nay mình sẽ đi tới Serbia nha. Và trước mắt là để mình test coi cái cầu thang này lên có được không nha anh em. Cho tài xế xuống xe test cái cầu thang coi. Mình không biết cầu thang này là đi lên có được không, bữa giờ không biết luôn, cho nên hôm nay mình đi thử. Wow, đây là cầu thang bộ anh em. Rồi, cầu thang bộ này thì để cho vui thôi nha, chứ không có đi được nha. Tài xế này không có đi được, chỉ dành cho khách thôi. Ok, bây giờ mình sẽ tiếp tục hành trình anh em. Rồi, mình sẽ trên đường di chuyển thì mình sẽ review một số phong cảnh thiệt là đẹp của cái thành phố Malang nha. Bữa giờ là mình nói chung làm video hướng dẫn chia sẻ các cái nhưng mà chưa có review hết về cái sự đẹp của cái map này. Rồi, mình ủ đã livestream. Đó, hôm nay mình test còi ong vàng cho anh em xem này. Đó, ok, xe biểu trái nha anh em, xe đi theo vòng cung rất đẹp luôn. Và như là mình đã nói ở video trước rồi thì công nhận cái map ta nâng cấp sau này rất là đẹp, đồ họa đường, anh em thấy đường xá rồi nó rất là rộng đúng không, cho mình trải nghiệm rất là tuyệt vời luôn. Đó, thì anh em nào yêu thích skin này thì anh em có thể tải skin này về mod và trải nghiệm nha. Mình có để link tải dưới phần miêu tả. Và skin này mình cũng sẽ để trong nén trong mỗi file, anh em lấy về và giải nén nha. Còn mật khẩu giải nén anh em xem trên cái video này và lấy giúp mình. Thì có một số bạn vào xem thì không có chịu xem hết cái video, nói chung video mình làm có 4-5 phút à, cho nên nó không có dài đâu. Anh em ra xem và lấy cái bát để giải nén thì anh em nhìn trên video là anh em sẽ thấy, chứ không có co, mình không có để giấu giếm gì đâu. Cho nên anh em, nếu mà anh em nào không có tua, đừng có tua, nếu mà tua thì anh em sẽ không thấy skin này. Nói chung là mình cũng tốn khá là nhiều thời gian để mình làm anh em biết rồi. Mình thì mình vẽ skin á thì đa phần là trên điện thoại anh em, còn máy tính thì mình cũng ít lắm, tại máy tính mình nó rất là yếu, cấu hình rất yếu, cho nên là mình không có làm.
Đó, cho nên là anh em mà ủng hộ mình thì nhớ xem giúp mình. Mình bỏ thăm thời gian mình làm nó rất là nhiều và mình rất là gọi là cực anh em. Cho nên anh em xem ủng hộ giúp mình bằng cách là xem nhiệt tình. Và có một chiếc xe, không phải mình tưởng là chiếc xe cao tay chứ. Mình sẽ dê xe lại, mình vô cái chỗ cái quán cơm này anh em. Mình vô quán cơm. Vô quán cơm này mình chạy một vòng xíu, mình chào cái anh chủ quán cơm này một xíu đã. Ồ, có một chiếc xe. Ồ, có một chiếc xe container. Ok, từ từ bắt tay ơi, mình phải review lại cho anh em cái chỗ này cho nên là ok bay qua đây luôn, phay 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 bay thôi sao giờ. À, chiếc xe container nó lớn quá cho nên là không có ấy được anh em. Rồi Kampung như Kampung Wana Wam tiếng gì chẳng hiểu anh em, nhưng mà thôi cứ chạy ra đây một vòng đây rồi check in cho anh em, check in một cái rồi bước ra thôi. Nói chung là đây là một cái chỗ cũng là cái quán cơm tạm dừng chân cho nên là mình chạy mình check in thôi rồi mình ra. Ok rồi, chào anh ba chủ quán cơm nha, mình review giới thiệu cho anh em để anh em biết cái chỗ này và anh em khi mà anh em chạy xe thì anh em ghé vào để tấp vào nghỉ ngơi ăn cơm nha. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình hành trình mình đi lên thôi anh em ơi. Sorry, trong một lúc mải mê mà quên cả lối về luôn anh em. Rồi phải vẹo trái chỗ này anh em nha, vẹo trái chỗ này cẩn thận nha, bật xi nhan rồi. Mát luôn. Wow, ok. Rồi, tiếp tục hành trình. Thì ở cái chỗ map này nó có một cái làng màu sắc, anh em nhìn thấy màu sắc nó đẹp không? Màu sắc phải nói là rất đẹp luôn. Trên cái cao view tổng thể này anh em nhìn thấy là một cái vùng gọi là một cái đây một cái chỗ phải nói là rất là đẹp, màu sắc rất là ok luôn. Đó, check in cái nào. Ok, vậy thôi, vừa chạy vừa check in. Thì trên đường tới cái địa điểm Surabaya thì mình sẽ ghé qua rất là nhiều cái cung đường hoặc là những cái địa điểm rất là thú vị nha. Anh em nhớ xem theo dõi hết cái video này nha. Video này mình sẽ trải nghiệm tới cái bến xe Surameya luôn. Rồi. Trời ơi, chạy ghê vậy. Rồi. Skin khá là rõ và sắc nét anh em. Nó sẽ đẹp dựa vào tùy cái đồ họa máy của anh em thôi, nhưng mà theo mình nghĩ thì máy của mình hiện tại nó đang rất là nặng về dung lượng, nhưng mà nó loát được cái màu sắc lên này thì cũng khá là ok. Và mình chắc chắn 100% đó anh em là cái skin này là nó màu sắc nó rất là đẹp, đồ họa đẹp, tại vì mình để độ phân giải rất là cao anh em. Rồi trời mưa rồi, anh em thấy trời mưa là nó xuống cái màu sáng rồi, thì cái màu xe nó nhìn nó đẹp không? Ok, mình sẽ review bật cái cần gạt nước lên đi đã. Ok, bật cái đèn lên thôi. Rồi, mình sẽ review cho anh em xem này. Màu xe rất là nổi luôn. Giữa cái trời mưa này á, đúng là trời mưa nó lên cái màu tông màu rất đẹp luôn anh em thấy không? Ok, hiện tại xe đang lên một cao tốc rất là
Rồi, cao tốc, đầu cao tốc này có một cái trạm thu phí anh em. Thì phải vào góc quay của tài xế mình mới thanh toán. Thanh toán phí rồi anh em. Hạ ga lại nha, đừng chạy nhanh nha. Rồi, sử dụng miễn phí. Rồi, quá thôi. Trời mưa nó hơi bị không đẹp về phong cảnh anh em, nhưng mà nó được cái về cái đồ họa, anh em nhìn thấy đồ họa rất đẹp, cho nên là mình sẽ sử dụng cái góc quay này để cho anh em xem là cái sự đẹp của cái đó anh em thấy không, skin quá rõ luôn. Phía sau đuôi cái chữ xe trung chuyển thì mình cố tình mình để phía trên cho nó tròn tròn lại cho nó đẹp thôi, chứ chẳng có vấn đề gì anh em. Và logo khá là đẹp luôn. Cái logo Euro 21 này mình cũng có để trên cái skin xe Taco mình đã làm video trước. Anh em nếu mà anh em nào chưa xem thì nhớ xem nha. Và link tải skin mình cũng có để, anh em có thể tải về và sử dụng. Trời mưa rất là mưa. Một lát nữa thì trời nó sẽ bớt mưa lại, lúc đó mình sẽ thấy phong cảnh nó đẹp hơn. Bây giờ thì mình cứ chiêm ngưỡng cái xe thôi. Skin by Nguyễn Nam Gamer. Nói chung là thời gian gần đây mình đã biết một cách để làm skin nó đẹp hơn rồi anh em, cho nên là anh em cứ yên tâm, và muốn làm skin nào anh em cứ comment bên dưới, mình sẽ sắp xếp mình làm nha, mình chia sẻ đến cho anh em nha. Hiện tại thì chưa có anh em nào yêu cầu làm skin nữa, nhưng mà mình rất là mong muốn anh em làm yêu cầu làm skin để mình làm skin và chia sẻ. Nói chung là rảnh thì mình sẽ làm thôi anh em, sắp xếp được thời gian thì mình sẽ làm và mình chia sẻ đến anh em trải nghiệm thôi. Rồi, trời mưa rồi anh em. À, trời mưa nó đã hết rồi. Anh em nhìn mình đi trái không? Có một cái hướng đường để đi lên á, thì mình nghĩ sắp tới thì sẽ mở thêm chút con đường đó. Anh em thấy không? Ok, trời nắng rồi, nó chói rồi, cho nên là bây giờ mình sẽ tắt đèn đi. Tắt đèn đi. Tắt cái đèn gạt nước đi. Rồi, bây giờ sẽ chạy tốc độ cho anh em xem, và anh em xem phong cảnh ở đây nó đẹp như thế nào nha. Ở đây có rất là nhiều nhánh đường, và mình phải nói là với cái bản nâng cấp mới này thì phải nói rất là ok anh em. Đường xé anh em nhé. Bây giờ mình sẽ chọn cái góc quay giống như là flycam, mình đang ở trên cái flycam. Flycam đang theo dõi hành trình những cái xe đây, anh em thấy nó rất là ok không? Tuyệt vời. Vừa lái xe, wow. Vừa lái xe vừa ngắm cảnh. Rồi mới việc đích xe kia. Sorry nha. Đó. Càng ngày thì phải nói là càng cái gọi là cơ sở hạ tầng trên những cái map đường của Bus Indo này được nâng cấp rất là rõ luôn anh em. Đồ họa rất đẹp và đường xá rất là rộng luôn. Nhiều làn đường, có nhiều làn đường phải nói là đẹp tuyệt vời luôn. Đó, mình review cho anh em xem này. Nó giống như là ngồi đường thật anh em thấy không? Hiện tại thì chỗ này nó giống khu vực quận 2 của thành phố Hồ Chí Minh. Đường xá phát triển rất là nhiều là đường làng đường, và phải nói là cơ sở hạ tầng rất là ok. Tuyệt vời luôn. Hai bên đường thì anh em nhìn thấy bây giờ là được nâng cấp đồ họa lên, nhìn những cái cánh đồng của mọi người trồng nó có cái bề nổi rất là đẹp, lúa hai bên, cây cỏ hai bên cũng rất là ok luôn. Đó. Quá đẹp luôn anh em, phải nói là mình hy vọng là trong thời gian sắp tới khoảng trong tháng tới thì toàn bộ cái thành phố, tất cả các map trên thành phố để sẽ được nâng cấp lên. Wow, trên bên trái anh em thấy có một cái trạm dừng chân không? Quán cơm á. Đó, có một quán cơm, trạm dừng chân, kho xăng dầu giữa các kiểu. Để nhiều nhà xe cho xe dừng lại đó. Cái bên trái là có xe kho xăng anh em thấy không?
rất lớn luôn. Phải nói là cái chỗ này giống như là mình tưởng tượng giống như là một cái chủ nhà hàng, một cái họ kết hợp kinh doanh giữa, đây là một trạm dừng chân luôn, giữa ăn uống và xăng dầu để cho các xe dừng lại nghỉ ngơi các kiểu không. Và cái chỗ này giống như là một cái con đường được khoét xuống giữa hai cái gọi là giữa hai cái mỏm núi hay gì, rồi nhà dân đồ công ty gì xây lên các kiểu quá đẹp luôn. Trời ơi, phải nói cái đường này phải nói là tuyệt vời luôn em đó. Góc nhìn này rất là rộng luôn, live cam bay lên xe này là đó, còn cao nữa đó, thấy chưa, xe đi thẳng nha. Đó chỗ này anh em thấy không, vừa cầu vượt vừa cái đường phía dưới cắt ngang, và nó có cái chỗ này bên trái nó có cái chỗ xuống xuống làn đường ha, anh em thấy không, xuống và chạy cong vòng xuống chỗ kia đó, xuống và chạy vòng một cái là xuống cầu vượt luôn, tuyệt vời luôn đó. Và bên đây là làng xóm, rồi đây là đường cao tốc nha, mình sẽ chạy cực kỳ nhanh, 133 mát hả. Wow, con đường này cũng đường 6 làn đường luôn, mỗi bên là 3 làn, quá tuyệt vời luôn anh em ơi. Anh em nào chưa biết cập nhật thì anh em xem những video hướng dẫn cách đây 1-2 ngày của mình nha, là có mình có hướng dẫn cách mod rồi cài tiếng Việt này, rồi có nữa là cài gọi ông Hoàng này đó, anh em nghe cái gọi ông Hoàng không, xe đang chữ cái vận tốc là 137 km/h. Ok, mình tăng cái dung lượng lên xíu cho anh em nghe này, lột tăng cái volume chứ. Ok rồi đó, cầu vượt rồi các kiểu rất là nhiều luôn, và khu vực chỗ này sẽ còn phát triển nữa trong thời gian tới, cho nên là anh em tiếp tục cập nhật nha, theo dõi những cái video cập nhật của mình nha. Wow, đi đâu dữ bác, trời leo lên luôn anh em thấy không. Rồi tới trạm thu phí anh em, trời ơi, chạy băng qua trạm thu phí luôn, kẹt xe luôn rồi. Rồi mình đi qua luôn anh em, xe này nó không đi qua thì mình chỉ đi qua chỗ này, xin lỗi nha, đi qua nha. Ok, nó bị đâm vô cái đầu cabin nó bị đâm vô cabin của chỗ trạm thu phí luôn anh em đó. Trạm thu phí phải dày chứ phải đơn giản đâu, rộng như vậy đi cho nó đã anh em đó. Rồi giờ chạy tốc độ cho anh em xem nha, bây giờ sắp tới là mình sẽ thay đổi một cái map mới rồi, Thun Malang vậy đâu đây. Bây giờ thì xe đã di chuyển vào khu vực thành phố anh em, Surabaya anh em thấy không, thì thành phố Surabaya đã được nâng cấp và thay đổi lên rất là nhiều luôn, anh em thấy rất là nhiều tòa nhà, phải nói là tòa nhà và đường được mở rất là rộng luôn, và phải nói là ở cái phiên bản V3.1 3.6.1 này thì đã được nâng cấp vào thành phố Sarabia này rồi, thì mình nghĩ trong thời gian tới thì các thành phố khác sẽ tiếp tục nâng cấp thôi. Anh em theo dõi và cập nhật cái những cái ô từ 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 cua 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 gấp cua gấp cua gấp cua gấp cua gấp cua gấp cua gấp, trời ơi cua rất gấp luôn em, đang chạy với tốc độ thì cực kỳ cao luôn mà cua một cái nó là xịt khói luôn đó. Thì ở cái map Serbia này á, bây giờ hiện tại các tòa nhà mọc lên rất là nhiều, và phải nói là cái diện tích của các cái chỗ mà nhà hàng đó được 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 đưa lên rất là lớn luôn, để có chỗ đậu xe này, có chỗ quay đầu xe các kiểu này, và tòa nhà thì mọc lên rất là nhiều, phải nói là
Mình rất là hài lòng về cái bản cập nhật này. Không biết anh em sao, anh em cứ comment bên dưới nha. Và khi mà anh em mod cái xe cũng như là skin thì anh em có khó khăn thì comment bên dưới. Nhiều bạn không biết mod skin, tại anh em biết sao, có khi mình mod skin của xe nào thì mình phải sử dụng đúng cái xe đó, mỗi xe nó đều có mỗi skin, chứ không phải là mình thấy cái xe này nó chạy vậy mình mod skin là mình cứ dán skin lên. Mỗi xe nó đều có kích thước và có cái tỷ lệ khác nhau, cho nên là ví dụ như xe Honda cao ti này thì anh em nếu mà anh em muốn mod skin của xe cao ti này thì anh em sẽ phải mod cái xe Honda cao ti này trước, sau đó anh em mới mod skin lên thì nó mới đồng bộ được cái kích thước tỷ lệ các kiểu. Cho nên không phải là lấy cái xe Thaco mà mod cái Hyundai cao ti lên thì không được, cho nên anh em phải phải mod đúng xe nha. Và để mod xe như thế nào thì anh em nhớ tải cái mod xe để dưới phần video, mỗi video đều có. Nếu cho nói chung là cái những cái xe kia, xe Hyundai cao ti này đã có chia sẻ nhiều cái bản mod rồi, anh em có thể tải về và mod, chứ không có mod trên cái xe Thaco hay là xe Hyundai bình thường nha. Này là Hyundai cao ti, xe trước nhỏ. Còn đối với xe Thaco á, ví dụ như xe Thaco với ghế ghế ngồi với lại giường nằm á, thì anh em có thể mod chung skin được, tại vì nó được tích hợp là cái tỷ lệ nó giống nhau. Còn riêng Hyundai này, Hyundai là Hyundai bình thường, Hyundai Unilever này, Hyundai 2019 này, rồi Hyundai Cao Ti này á, mỗi xe nó đều có mỗi cái kích thước khác nhau, tỷ lệ khác nhau và cái vị trí đề can khác nhau, cho nên không thể nào mà mod chung được. Anh em lưu ý nha. Ok, thành phố bây giờ nó mê bị mê hạt của thành phố luôn nha. Bóc còi coi. Đó, còi được tăng lớn. Nói ra, nói ra. Cái còi này là thường thường sử dụng cho những cái xe mà gọi xe tốc hành, anh em chạy vận tốc nhanh và hay bóp còi để vượt lên đó. Hồi xưa là mình đi trên chiếc xe là mấy chiếc xe mà Ford Transit đó, là chuyên gia họ sử dụng cái còi này để họ vượt mặt lên. Hồi hiện tại xe đang chạy vận tốc 120 mấy km giờ là anh thấy mình thấy lắc nhanh không? Đó, thì phải dừng chỗ này anh em ơi, phải quay đầu chỗ này, phải quay đầu xe chỗ này, mình bị lố chỗ kia rồi. Bật xi nhan quay đầu xe này, bật xi nhan quay đầu xe chỗ này này. Đáng lẽ chỗ này không được quay đầu xe đâu, quay chỗ này là phạm luật này, nhưng mà phải chấp nhận thôi, công an phạt thì chịu thôi. À, quay lên. Ok, rồi giờ quay chỗ đây này, tới chỗ phía trước đây quay này, không biết quay gì đâu đây anh em. Cái đường là như à, chỗ đây có một con đường, rồi bật xi nhan bên trái này. Hôm nay mình nói mình đưa cho anh em đến cái bến xe luôn mà. Đó, Pura Khakha gì kia. Đường ở đây thì anh em thấy gì đó, mọi con đường đều được nâng cấp đó. Phía sau, phía bên tay trái là có một cái cửa hàng đồ ăn gì đó, mà có chỗ đậu xe luôn anh em thấy không. Phía trong đây ạ, phía trong này cũng có một chỗ này, quá đẹp luôn. Rồi bên trái này, xe vô chỗ này mày vẫn chạy tốc độ nhanh anh em thấy ghê không? Phải thắng lại, hãm lại cu. Tài xế chạy ghê quá. Ok, vậy là bây giờ mình như mình vô cái phần gần gần vô cái chỗ bến xe rồi sao ta, mình chưa đi ngược bao giờ, cho nên là như đây là cái chạm chạm xe gì nè,
Ok anh em, như vậy là mình nghĩ là mình đã vào được bến xe rồi anh em. À, chỗ đây là bến xe 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 buýt nè. Đó, ok. Như vậy là mình đã chia sẻ cho anh em cái skin và mình trải nghiệm đi từ cái Malang qua Surabaya và đi vào cái khu này. Thì hy vọng rằng cái video này anh em sẽ mod tải về thành công và mod thành công. Và chúc anh em có những cái trải nghiệm thật là tuyệt vời khi mà tải mod skin này lên nha. Và cảm ơn anh em rất là nhiều đã theo dõi video của mình. Đừng quên like video, đăng ký video và nhấn thêm chuông để nhận thông báo khi mình làm những video mới, anh em sẽ nhận thông báo và trải nghiệm cùng với mình nha. Đi vô chỗ này. Ok. Anh đi chưa nè. Đây. Trời ơi, vô đúng chỗ đậu luôn ghê thiệt. Ok, bye bye anh em nha.